chỉ quan tâm đến mong muốn của bà. Bà không bao giờ bà quan tâm tới cảm xúc của những người ở đây. Bây giờ bà dạy tao luôn cái cách yêu thương ai hả? Tao muốn yêu à, kệ tao chứ. Bà nói lý lẽ giùm được không? Con thương ba mà ba nói một hồi như con là mất dạy vậy. Con có thương ba không? Con ghét ba.